thì tay nha, hỏa tóc miếng miếng mút dán. Đây. Đây là đế của Y10 nha. Y10 bên trong có logo Y10. Hàng không bị trầy xước, không bị gãy nha. Bị gãy gì hết ha, còn yên nguyên, còn yên nguyên nha. Ốc dây sạc lúc này có đủ nha. Đinh Văn Quang, quận 3, hỏa tóc. Rồi.